Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ năm là cực nan thắng, phải xa lìa 10 pháp. Những gì là 10? Một là phải xa lìa nhà ở, hai là phải xa lìa bí xô ni, ba là phải xa lìa nhà keo kiệt, bốn là phải xa lìa chúng hội tranh cãi, năm là phải xa lìa sự khen mình chê người, sáu là phải xa lìa 10 nghiệp đạo bất thiện, bảy là phải xa lìa sự tăng thượng kiêu mạn ngạo nghễ, tám là phải xa lìa sự điên đảo, chín là phải xa lìa sự do dự, 10 là phải xa lìa tham sân si. Thiện hiện, Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ năm là cực nan thắng, phải thường xa lìa 10 pháp như vậy. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ sáu là hiện tiền, phải viên mãn 6 pháp. Những gì là 6? Một là phải viên mãn bố thí ba la mật đa, hai là phải viên mãn tịnh giới ba la mật đa, ba là phải viên mãn an nhẫn ba la mật đa, bốn là phải viên mãn tinh tấn ba la mật đa, năm là phải viên mãn tịnh lự ba la mật đa, sáu là phải viên mãn bát nhã ba la mật đa. Lại phải xa lìa 6 pháp. Những gì là 6? Một là phải xa lìa tâm thanh văn, hai là phải xa lìa tâm độc giác, ba là phải xa lìa tâm nhiệt não, bốn là thấy kẻ hành khất đến tâm chẳng bực bội lo lắng, năm là bỏ vật sở hữu tâm không lo buồn hối tiếc, sáu là đối với kẻ đến cầu xin hoàn toàn chẳng kiêu ngạo dối gạt. Thiện hiện, Đại Bồ Tát khi trụ bậc thứ sáu là hiện tiền, phải viên mãn 6 pháp như vậy và phải xa lìa 6 pháp như vậy. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát khi trụ ở bậc thứ bảy là viễn hành, phải xa lìa 20 pháp. Những gì là 20? Một là phải xa lìa chấp ngã, chấp hữu tình cho đến chấp cái biết, chấp cái thấy. Hai là phải xa lìa chấp đoạn. Ba là phải xa lìa chấp thường. Bốn là phải xa lìa chấp tướng. Năm là phải xa lìa chấp nhân kiến. Sáu là phải xa lìa chấp danh sắc. Bảy là phải xa lìa chấp uẩn. Tám là phải xa lìa chấp xứ. Chín là phải xa lìa chấp giới. Mười là phải xa lìa chấp thánh đế. 11 là phải xa lìa chấp duyên khởi. 12 là phải xa lìa chấp trụ trước ba cõi. 13 là phải xa lìa chấp tất cả pháp. 14 là phải xa lìa chấp như lý và chẳng như lý của tất cả pháp. 15 là phải xa lìa kiến chấp nương vào Phật. 16 là phải xa lìa kiến chấp nương vào pháp. 17 là phải xa lìa kiến chấp nương vào tăng. 18 là phải xa lìa kiến chấp nương vào giới. 19 là phải xa lìa sự sợ hãi pháp không. 20 là phải xa lìa sự trái chống tánh không. Lại phải viên mãn 20 pháp. Những gì là 20? Một là phải viên mãn sự thông đạt cái không. Hai là phải chứng đắc sự viên mãn vô tướng. Ba là phải viên mãn sự hiểu biết vô nguyện. Bốn là phải viên mãn ba luân thanh tịnh. Năm là phải viên mãn tâm bi mẫn hữu tình. Và đối với hữu tình không có sự chấp trước. Sáu là phải viên mãn cái thấy bình đẳng về tất cả các pháp và ở trong đó không có sự chấp trước. 7 là phải viên mãn cái thấy bình đẳng về tất cả pháp